Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong Thủy Tuệ Khanh. Trong chương trình ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về cái ngày tốt nhất trong tháng 9 âm lịch năm 2022 năm Nhâm Dần. Đấy. Thì tháng 9 âm lịch nó bắt đầu từ ngày 26 tháng 9 dương lịch đến ngày 24 tháng 10 năm 2022. Ngày mùng 1 nó là ngày Nhâm Ngọ, tháng 9 là tháng Thiếu, là tháng Canh Tuất. Thì trong cái video này tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những cái nội dung chính như sau. Đầu tiên là loại bỏ những cái ngày xấu cần tránh trong cái tháng 9 âm lịch. Thứ hai là tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn biết những ngày tốt. Ngày tốt trong cái tháng 9 âm lịch. Thứ ba là gì? Tôi sẽ cho quý vị biết ngày tốt đó dùng tốt cho việc gì. Nó tốt cho việc gì và nó kiêng kỵ những việc gì. Thứ tư là gì? Cái ngày đó thì nó tốt cho ai, tốt cho tuổi nào. Và thứ năm là gì? Những ngày tốt đấy thì nó kỵ tuổi nào, những tuổi nào không dùng được những ngày tốt này. Và bây giờ, việc đầu tiên chúng ta cần làm đúng không? Là loại bỏ ra những ngày xấu cần tránh trong tháng 9. Ngày xấu đầu tiên ta loại bỏ là ngày Tam Nương. Ngày Tam Nương sẽ bao gồm những ngày sau. Đầu tiên là ngày mùng 3, ngày mùng 7, ngày 18, ngày 22 và cuối cùng là ngày 27. Ngày tiếp theo đó là ngày gì? Con nước. Ngày con nước thì cũng gồm ngày mùng 3 và 27 thì nó trùng với ngày Tam Nương. Ngày Dương Cung Kỵ nó là ngày 25. Dương Cung Kỵ là ngày 25 đúng không? Tháng này tháng 9 là tháng Canh Tuất thì Tuất nó xung với Thìn, vị trí sáng những ngày Thìn là những ngày nguyệt phá chúng ta không dùng. Ngày Thìn là nguyệt phá. Tháng 9 âm lịch thì ngày sát chủ là ngày Ngọ, ngày thụ tử là ngày Dần. Tiếp theo là ngày thiên địa chuyển sát thì nó là ngày Tân Dậu và Quý Dậu thì không có. Và ngày xấu cuối cùng ta cần phải tránh đó là ngày mùng 5, mùng 5, 14 và ngày 23. Đó, người ta gọi là ngày Nguyệt Kỵ. Nguyệt Kỵ thì chúng ta cũng không dùng. Đấy, theo quan niệm dân gian là không dùng, tùy việc theo quý vị lựa chọn vẫn dùng được. Bây giờ chúng ta bước vào việc xem ngày tốt trong tháng 9 âm lịch. Thì quý vị đã biết trong tháng 9 âm lịch, cái tháng 9 âm lịch này nó sẽ gồm có hai tiết, tiết Hàn Lộ và Sương Giáng. Sau Hàn Lộ nó là bị tam sát tại Bắc, các phương là gì? Hợi, Tý, Sửu là kỵ tu tạo động thổ. Ngày đầu tiên ta xét ngày Tuất. Ngày Tuất đó là trực kiến. Nhưng mà nếu quý vị kiêng kỵ thì cũng không nên dùng, còn lo ngại thì không nên dùng. Ngày Mậu Tuất và ngày Canh Tuất thì là ngày không tốt. Nếu dùng thì sẽ bị tổn tài và nghèo khổ ấy, nó là ngày đại hung. Nó tốt nhất ngày Tuất chúng ta không dùng. Ngày Hợi thì có Thiên Thành, ngày Ất Hợi, Đinh Hợi. Ngày Đinh Hợi này, ngày mùng 6 này. Ngày mùng 6 thì quý vị có thể dùng vào việc gì? Ngày mùng 6 thì quý vị có thể dùng vào việc là khởi tạo, khai trương, giá thú, nhập trạch, xuất hành, động thổ. Nói chung là làm mọi việc thì đều được đại cát. Ngày Đinh Hợi, Đinh Hợi, làm mọi việc đều được đại cát. Còn ngày 18 là ngày Kỷ Hợi. Ngày Kỷ Hợi này là ngày 18. Ngày 18 này bị tuy phạm ngày Tam Nương nhưng mà nó có hỏa tinh, nên là nó có thể là làm được các việc như là khởi tạo và giá thú thì được thứ cát. Khởi tạo giá thú được thứ cát. Ngày Hợi này tốt này. Đinh Hợi đây là ngày thứ cát. Tiếp đến ta xét ngày Tý. Ngày Tý có hai ngày mùng 7 và ngày 19. Ngày Tý thì trong tháng ngày Tý trong tháng 9 thì chỉ có thể dùng được đúng hai ngày, đó là ngày Bính Tý và thứ hai là ngày Giáp Tý. Thì trong tháng này không có hai ngày này vì chỉ ngày Tý trong đặng loại. Ngày Sửu, ta xét đến ngày Sửu. Ngày Sửu thì bị tiểu hồng sa, có phúc sinh nhưng lại bị nguyệt kiến xung phá, bị chu tước câu giáo, nên ra là mọi việc đến đâu không tốt. Nếu có dùng thì dùng tạm được thôi, còn lại là cũng không tốt. Nói chung ngày Sửu thì cũng chỉ dùng được việc nhỏ nhé. Dùng việc nhỏ thì dùng được nhưng mà không có lợi lộc gì cả, nên quý vị cũng cần lưu ý. Ngày Dần nó là ngày thụ tử chúng ta không dùng. Sẽ đến ngày Mão. Ngày Mão thì có ngày Tân Mão thì có các tinh là Huỳnh La, Tử Đàn, Thiên Hoàng, Địa Hoàng đồng chiếu,
nên là giá thú khai trương những ngày việc cần làm trong ngày mùng 10 Tân Mão này. 10 là Tân Mão. Ngày mùng 10 Tân Mão thì mình có thể sử dụng được các việc sau. Vì nó có các cát tinh cao chiếu như là Huỳnh La, Tử Đàn, Thiên Hoàng, Địa Hoàng nên cái việc làm được sẽ là giá thú, khai trương, xuất hành, nhập trạch, động thổ, sửa chữa, khởi tạo, kho lẫm. Đấy. Thì nó chủ về việc tấn hoạch tài, tăng nhân khẩu, hưng vượng gia đạo và vượng cho lục xúc, tức là cái ngày này nó là ngày đại cát thì quý vị có thể dùng được. Ngày mùng 10 Tân Mão nó là ngày đại cát nhé. Mùng 10 Tân Mão thì là ngày đại cát. Ngày 22 nó là ngày Tam Lương, là ngày Quý Mão. Ngày Quý Mão này nếu mà dùng thì vẫn dùng được. Vì nó cũng có các rất nhiều sao tốt chiếu, đúng không? Ngày 22 là ngày Quý Mão. Mặc dù nó bị phạm ngày Tam Lương nhưng mà nó cũng có khá nhiều sao tốt. Và tôi vẫn lưu ý vào đây cho quý vị, nếu mà quý vị không kiêng kỵ thì quý vị vẫn dùng được. Tiếp đến là gì? Ngày Thìn. Ngày Thìn nó là ngày Nguyệt Phá, chúng ta bỏ rồi. Tiếp theo là ngày 24 là ngày Tỵ. Ngày Tỵ thì cái ngày Ất Tỵ này này. Ngày Ất Tỵ là ngày 24. Thì cái ngày này nên dùng việc sau này: phát cỏ, hưng công, tạo tác, giá thú, khai trương, nạp thái, di cư, xuất hành, nhập trạch. Đấy, thì được là đại cát, ngày Ất Tỵ nhá. Ất Tỵ là được đại cát. Đại cát sẽ vô mục vàng. Còn cái ngày Quý Tỵ, ngày Quý Tỵ này, tức là ngày 12 này. Ngày 12 là ngày Quý Tỵ này. Thì quý vị lưu ý này. Cái ngày Quý Tỵ ngày 12 này chỉ làm được những việc nhỏ. Chỉ làm được những việc nhỏ nhá. Chỉ làm được những việc nhỏ và kiêng kỵ những việc sau đây. Ngày Quý Tỵ thì nó không có lợi cho hôn nhân này là một này. Thứ hai là rời chỗ ở. Thứ ba là gì? Khai trương, xuất hành. Nếu những cái việc trên ấy mà dùng vào ngày này thì sẽ phạm vào hung bại và là ngày không tốt. Tiếp đến ngày 25 là ngày Ngọ. Ngày Ngọ phạm sát chủ ta đã bỏ rồi. Và tiếp theo là ngày Mùi. Ngày Quý Mùi. Ngày Quý Mùi là ngày mùng 2 này này. Mùng 2 là ngày Quý Mùi này. Thì nó chỉ có lợi cho việc là dựng cột, gác đoàn rông thì được thứ cát. Ngày Quý Mùi nhá, quý vị lý này. Dựng cột, gác đoàn rông thì sẽ được thứ cát. Còn ngày Ất Mùi là ngày 14. Ngày 14 thì bị Chu Tước câu giảo bạch hổ, đâm ra là bị hung. Đinh Mùi cũng vậy, cũng là hung, không dùng được. Vị trí ngày Mùi chúng ta có thể dùng được đúng một ngày Quý Mùi thôi. Tiếp đến ngày Thân. Ngày Thân thì sẽ có 3 ngày là Giáp Thân mùng 3, Bính Thân 15 và ngày Mậu Thân là ngày 27. Thì mùng 3 và 27 bị phạm vào ngày Tam Lương. Hơn nữa là ngày Mậu Thân là ngày 27 này lại có thiên tặc. Cái ngày mùng 3 Giáp Thân ấy, ngày mùng 3 Giáp Thân thì có các sao tốt chiếu như là Huỳnh La, Tử Đàn, Tụ Lộc, Đới Mã, Đồng Chiếu. Nên làm những việc sau này, ngày mùng 3 này. Mùng 3 là ngày Giáp Thân ấy, nó cũng sẽ là một ngày cát. Thì nó dùng cho những việc sau này. Nó dùng cho việc là an táng, xây sinh phần, tức là xây huyệt mã lúc còn sống ấy. Nhưng vì đây là ngày ngũ hành vô khí nên ra là chúng ta cũng không nên. Ngày Giáp Thân thì có thiên xá, lại được là lúc nước trong sạch, lại có các cát tinh như là Huỳnh La, Tử Đàn, Tụ Lộc, Đới Mã, Đồng Chiếu. Nên là an táng, xây sinh phần, tức là xây huyệt mã lúc còn sống ấy. Nhưng đây là ngày Tây Trầm, ngũ hành vô khí, hơn nữa lại là cuối của thu, nên là không nên kỵ những việc sau này. Kỵ những việc, tức là ngày Giáp Thân này này, sẽ kỵ những cái việc như là khai trương, nhập trạch, hôn nhân, tạo tác. Đấy, là không nên. Còn ngày 15, ngày Bính Thân. Ngày Bính Thân thì dùng sẽ được thứ cát. Được mọi việc được thứ cát, 15 là Bính Thân. Đấy, thì dùng mọi việc sẽ được thứ cát. Ngày 15 này sẽ được thứ cát. Quý vị có thể cân nhắc lựa chọn dùng ngày Bính Thân. Tiếp đến là ngày Dậu. Ngày Dậu thì có ngày 28 ngày Kỷ Dậu phạm cửu thổ quỷ, không dùng được này. Ngày mùng 4 Ất Dậu. Ngày mùng 4 Ất Dậu này thì chỉ lên an táng thôi. An táng không làm việc gì khác. Còn ngày 16 ngày Đinh Dậu. Ngày Đinh Dậu
Ngày đi dậu là một trong những ngày mà bị phạm vào ngũ hành vô khí là cũng không dùng được. À, vừa rồi tôi đã chia sẻ cho quý vị về những ngày tốt trong cái tháng 9 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Về gì? Thứ nhất là ngày nào tốt, thứ hai là nó tốt cho việc gì, thứ ba là nó kiêng kỵ những việc gì không làm. Tiếp theo là gì? Tôi sẽ chỉ cho quý vị những cái tuổi mà không nên dùng, những ngày nào thì kiêng kỵ tuổi nào. Đấy. Đầu tiên là ngày Thân thì kiêng kỵ tuổi Dần. Ngày Dậu thì kỵ tuổi Mão và tuổi Tuất. Ngày Hợi thì kỵ tuổi Tỵ và tuổi Thân. Ngày Sửu nếu mà dùng ấy thì kỵ tuổi Mùi và tuổi Ngọ. Ngày Dần thì không, ngày Mão kỵ tuổi Dậu và tuổi Thìn. Đó. Ngày Tỵ thì kỵ tuổi Hợi và tuổi Dần. Đó, đó là những cái ngày, những tuổi mà chúng ta không nên dùng những ngày tốt đó. Thì trên đây là những chia sẻ của tôi về cái ngày tốt trong tháng 9 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video tiếp theo.